Dạ vâng, hello mọi người, xin lỗi không biết hồi nãy đang nói mà cái clip nó bị gì, nó không có... bây giờ, thành phố Westminster là anh đi bốc thăm cho VinFast ngay cả Tây Trung Nguyên, thì đó là chuyện của anh. Mình nói nếu mà anh để mình làm đại diện ký hợp đồng thì bắt buộc mình phải bắt VinFast phải ra giá từ 50 ngàn đô trở lên mình mới nói chuyện, nhưng mà cái đó là nói sâu. Bây giờ lại cái chuyện làm thành phố cộng, thì đám này nó nói là nếu mà không bỏ phiếu cho tụi nó thì cái đồng mình đặt tử thì tụi đó sẽ tung bay khắp Westminster, tại đổ sẽ đổi tên Westminster thành thành phố Hồ Chí Minh. Vậy chứ bây giờ thằng Nam Quan nó đắc cử, nó nói là nó là cai quản khu vực 2, khu Phước Lộc Thọ. Vậy thì cái vấn đề đối với người thường thì không nói, nhưng mà đây là những cái đám mà nó... bây giờ là Westminster là Nam Quan, nó tự xưng nó là tài khoản khu vực 2, khu vực Lộc Thọ. Nếu mà để dân phát quyền cầm đồ đó thì Nam